Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh review của Nhật Tây nha. Hôm nay Nhật Tây sẽ tiến hành demo lại cho quý vị chúng ta một trong những cái mẫu sản phẩm loa kéo công suất lớn tích hợp cho mình với hai loa Bass 40. Đây là một dòng loa tủ nằm được Nhật Tây Audio sản xuất và lắp ráp cho chúng ta với cái chất lượng âm thanh phải nói là rất là tuyệt vời trong các phân khúc giá giống như là 7.500.000, 9.500.000 và 11.500.000. Trong ba phân khúc đó quý vị chúng ta đã sở hữu được một trong những cái sản phẩm dòng loa NT2023 này rồi. Thì từ dòng 7.500.000, 9.500.000 và 11.500.000 nó sẽ khác biệt nhau về cái cấu hình đồ ở bên trong, bao gồm hai loa bass, bốn loa trep và hai trung, bo mạch, micro và bình ắc quy thì sẽ cho chúng ta với một cái chất lượng hoàn toàn khác quý vị nha. Sản phẩm này thì Nhật Tây đang tiến hành demo và bàn giao về cho khách hàng với phân khúc giá là phiên bản 11.500.000 ha. Thì nó được tích hợp cho mình với hai bass 40 ha. Ở đây thì tích hợp cho mình bốn trep này. Rồi bên trong có một cái bo mạch công suất cực khủng ha, công suất lớn hơn so với những cái dòng bo có cái giá thành mềm hơn. Được tích hợp cho mình với hai micro và đây là một trong những cái dòng mic phù hợp với sản phẩm này. Thì tùy vào cái phân khúc quý vị chúng ta lựa chọn thì Nhật Tây sẽ phối làm sao cho quý vị chúng ta với một cái chất lượng âm thanh đồng bộ với nhau, tạo ra một cái tiếng hát lời ca tuyệt vời nhất có thể. Rồi đó là những một số cái mà Nhật Tây muốn chia sẻ. Thì đây là một trong những cái mẫu sản phẩm, đó chính là loa gấp. Thì quý vị chúng ta ban đầu cũng được xem là thấy người mẫu của Nhật Tây đó cũng có demo gấp cho quý vị chúng ta xem thử. Thì ở đây Nhật Tây chỉ quay lại cái mẫu mã của nó để demo cho quý vị thôi. Ngoài ra quý vị chúng ta có thể là tích hợp thêm cái dòng sản phẩm này cùng với là hai loa bass 20 ha. Chúng ta sẽ ghim vào cái ngõ cắm ở đây đó, giống như hai bass 20 nữa thì chúng ta sẽ có thể là ghim ở đây. Thì hai bass 20 là loa này nè quý vị, loa đằng xa này nè, quay qua đây thì chúng ta có thể đặt trên đầu. Thì một số cái video trước thì Nhật Tây cũng có demo cho quý vị chúng ta xem rồi đó. Thì Nhật Tây chúng xin được nói nhanh lại như vậy thôi ha. Quan trọng hơn thì đây là một trong những cái dòng loa có tích hợp 4 trep, 2 trung, nên cái dải trung trep sẽ được cho ra tách bạch rất là rõ ràng. Và công suất ở trong cái sản phẩm này với hai bass 40 kết hợp với lại bo công suất lớn cho chúng ta với một trong những cái sự lựa chọn với sự cao cấp nhất của dòng loa kéo bình ha, loa kéo có tích hợp bình ắc quy bên trong. Còn những dòng loa điện thì Nhật Tây có rất là nhiều mẫu khác nữa. Rồi thì đây là một trong những cái sự lựa chọn và trong phân khúc giá thành là 11.500.000. Giá này đã bao gồm cái chi phí vận chuyển giao hàng tận nơi cho quý vị. Chúng ta cũng có thể là lựa chọn để mà sử dụng trong nhà và ngoài trời đều được quý vị ha. Và nếu như quý vị chúng ta có yêu thích mẫu sản phẩm này, vui lòng liên hệ và nói với Nhật Tây rằng đây là mẫu NT2023, anh chọn cái phiên bản 11.500.000 có màu đen, màu vàng hoặc là màu xám, quý vị chọn màu nào thì Nhật Tây sẽ làm cho quý vị màu đó. Ngoài ra thì Nhật Tây còn có rất là nhiều mẫu sản phẩm chỉ từ 5 triệu trở lên thì quý vị chúng ta đã sở hữu được những dòng loa đôi 2 bass 40, tức là nó là một vé ở dưới này, và sản phẩm khác như là 7 triệu, 9 triệu và 11 triệu. Còn dòng loa đơn thì chỉ từ 3 triệu 9 ha, là đối với 40 đơn 3 triệu 9, rồi cao hơn nữa là 7 triệu. Dòng loa đơn 50 thì từ khoảng 5.500.000 đó. Thì rất là nhiều sự lựa chọn quý vị chúng ta nếu có yêu thích chọn những dòng sản phẩm này, vui lòng liên hệ với Nhật Tây Audio qua hai số điện thoại bên dưới màn hình này nha. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cái chất lượng nhạc và chất lượng karaoke cùng với Nhật Tây nha. Ok. Trời làm gió.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.